Hai xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là cây kiểng của tôi. Và hôm nay là ngày 15 tháng 6. Thì hôm nay con lên clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú anh chị mình, đó là một cái lô hồng ngọc mai và các cây kiểng bonsai hiện tại còn ở vườn con. Thì trước khi vào clip thì cũng xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video và ủng hộ con trong thời gian qua rất là nhiều. Thì nói chung là vườn con trống gần 50% rồi ha, rồi con mới nhập hàng mới về nữa. Người mời con cũng có về hàng mới nữa nè. Thì con sẽ cập nhật clip mỗi ngày nha cô chú anh chị. Nếu như cô chú mình có chơi những cây bonsai mini đó, thì cô chú anh chị mình đăng ký kênh và ủng hộ con ha. Và bên con cũng có tặng kèm mấy cây kiểng mini đi theo những đơn hàng nha cô chú anh chị. Thì như màn hình của chú anh chị mình đang thấy, đây là những cây hồng ngọc mai. Đây nè, hồng ngọc mai bên vườn con đang bán là cây như thế này. Cây thân thì của nó cỡ ngón út à, và bộ rễ của nó rất là quái. Và những cái cây đó mình có thể tách, mình có thể cắt ra mình ươm những cái rễ rất, rất là quái luôn ha. Mình có thể cắt ra mình ươm những cái rễ rất 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 là quái luôn. Và sau khi mình ươm 2 tháng nó sống như thế này. Nói chung là trong video clip con có chia sẻ cụ thể cái cách tách nữa, cô chú mình bấm vô kênh này xem ha. Và đây là những cái cây hồng ngọc mai hiện tại bên vườn con đang bán á, giá là 110 ngàn một cây. Và nếu như cô chú mình mua thì có hai sự lựa chọn, một là cây hai cốt, là chọn gì nè, về mình cắt cọng dây gút này ra là mình được hai cây liền nó, một chậu 12 cây ha. Còn một chậu một cây nó, cô chú anh chị mình có hai sự lựa chọn ha. Thì có cây rễ ít và có cây rễ nhiều, tốt nhất cô chú mình có thể kết nối Zalo xong rồi điện trực tiếp để lựa những cây mà mình ưng ý nhất nha. Hồng ngọc mai 110 ngàn một cây. Tiếp theo vườn con giới thiệu là linh sam hồng phấn. Thì đây là những cây linh sam hồng phấn mà ở bên vườn con hiện tại đang bán nha cô chú anh chị. Thì những cây này á, thân của nó là nhỏ cỡ cây viết bút chì và chiều cao tầm khoảng chừng 30 cm một cây. Thì những cây này nè, bên vườn con đang bán là 50.000 một cây. Thì nếu như cô chú mình có chơi những cây mini á, thì mua cây này về nó rất là ngợi, tại vì chi tàn rồi nó còn nhỏ, mình về mình uống những cây bonsai mini liền được luôn. Những cây này về chỉ chơi bonsai mini thôi nha cô chú chị. Nếu như cô chú chị mình muốn chơi cây bự và cây to á, thì cô chú mình có thể qua kênh của anh Út Vũ Bonsai á. Thì kênh anh Út Vũ Bonsai bán những cây phôi rất là to mà giá cũng mềm đó. Còn ở đây con bán mấy cây nhỏ này, mục đích là về cô chú mình chơi những cây mini và siêu mini ha. Đó, hiện tại con đang giao lưu là 50.000 một cây linh sam hồng phấn. Rồi tiếp theo linh sam siêu hoa. Linh sam siêu hoa thì con còn khoảng chừng chục cây. Đó, đây là bông của nó nè. Thì siêu hoa này con còn khoảng chừng 10 cây nha cô chú anh chị. Mà ở bên vườn con hiện tại đang bán là 50.000 một cây. Mấy cây siêu hoa này cây rất là to luôn ha. Hiện tại bên vườn con đang bán là 50.000 một cây nha cô chú anh chị. Đó, thân thì cỡ ngón út trở lên, chiều cao tầm khoảng chừng 50 cm, chi tàn rất nhiều luôn đó. 50.000 một cây, cô chú mình có mua thì kết nối Zalo con nha, con còn khoảng chừng chục cây rồi. Rồi tiếp theo con xin giới thiệu cần thăng. Đây là những cây cần thăng bên vườn con hiện tại đang bán và vô luôn. Thì nói chung là cây bự cỡ ngón tay cái, ngón giò cái, ý con xin lỗi ngón tay cái, ngón trỏ, nói chung là cây bự cỡ đó ha. Và chiều cao cũng không có cao quá của chú anh chị, cao chừng 40-50 cm cây trở lại hả. Những cây này là được bên vườn con quán cũ đế quái hết trơn rồi nha, quán cũ đế quái hết rồi, nên cô chú anh chị mình về thì chỉ chơi thôi chứ không có cần lo về cái vấn đề đế nó xấu nữa. Thì cần thăng này bên con hiện tại đang giao lưu giá 125.000 cây, cây to ha, nó 125. Rồi tiếp theo là linh sam hạt gạo. Thì linh sam hạt gạo bên vườn con hiện tại đang có giá là từ 100.000 cho đến 160.000 một cây.
Và những cây linh sam hạt gạo này tốt nhất cô chú mình kết nối Zalo xong rồi điện lựa cây trực tiếp ha. Đây, đây là những bông hoa của linh sam hạt gạo nha cô chú anh chị. Bông hoa của nó vậy đó. Và đây là cây thân của nó nè. Thân của nó thì cỡ ngón giò cái một cây nha. Nó ngón giò cái, ngón trỏ, ngón tay cái, tùy, nói chung là tùy cây. Thì cô chú mình cứ kết nối Zalo xong rồi điện thấy cây nào mà mình ưng ý thì mình chốt hàng. Giá từ 100 cho đến 160 ngàn một cây. Giá rất là mềm luôn. Rồi, đây là những cây linh sam hạt gạo. Còn đây, đây là những cây linh sam sông Hinh phôi, dán đổ, dán bay. Nói chung là con còn khoảng chừng 30 phôi. Hiện tại một phôi con giao lưu giá 190 ngàn. Cô chú mình có thể kết nối Zalo xong rồi điện lựa cây trực tiếp, thoải mái thấy cây nào ưng thì chốt. Đó. Mấy cây phôi dán đổ dán bay ha. Rồi, tiếp theo thì bên vườn con giới thiệu cũng là phôi linh sam sông Hinh luôn. Một phôi giá 100 ngàn. Cô chú mình cũng có thể kết nối Zalo xong rồi điện trực tiếp đi lựa cây. Một phôi 100 ha. Phôi rất là to nha cô chú anh chị. Nhiều cây bổ đế rất là đẹp nè. Đó, phôi linh sam sông Hinh. Rồi, tiếp theo vườn con còn một loại cây này để giới thiệu và giao lưu nữa. Đó là cây sam hương. Thì sam hương bên vườn con nói chung là có những cây mini và siêu mini nha cô chú anh chị. Và hiện tại đang nuôi trồng ha. Đây, đây là những cây sam hương. Và hiện tại bên vườn con đang bán với giá là 35 ngàn một cây. Cây này là được bên vườn con chiết nhánh thuần chậu xong rồi nuôi, là nuôi thân, nuôi cành lần hai. Nói chung là nó ra xong, chiết nó xong nó ra đợt một lần xong rồi cắt. Cắt xong rồi nó ra thêm một lần nữa xong rồi cắt thêm một lần nữa. Nói chung là cắt tỉa hai lần rồi ha. Cây thì nói chung là gần tương đối thành phẩm rồi. Thì cái này cô chú anh chị mình cắt thêm hai lần nữa thì cây sẽ ấm tàn và rất đẹp nha. Nó hiện tại con đang bán là 35 ngàn một cây. Và những cây này á, cắt tỉa hai lần như vậy thì thân nó sẽ nhỏ hơn ngón tay út. Nó, những cây này sẽ nhỏ hơn ngón tay út nha. Còn nếu như cô chú anh chị mình muốn lấy cây nó to, nó bự hơn, giá cũng 35 ngàn. Thì cô chú anh chị mình lấy những cái cây này ha. Đây, những cây dưới đây, thân của nó sẽ to từ ngón út trở lên. Từ ngón tay út trở lên. Cây thì được cắt tỉa một lần ha. Một đợt ha. Cây cũng rất là đẹp chứ không tệ nha cô chú anh chị. Cái này về cô chú anh chị mình nuôi đế nè, rồi nuôi chi cành đồ thêm. Thì hiện tại ở bên vườn con đang bán với giá là 35 ngàn. Cô chú mình có thể kết nối Zalo xong rồi điện trực tiếp đi lựa cây luôn. Đó. Hoặc là cô chú anh chị mình muốn lấy cây tông cao thì con sẽ lựa tông cao cho cô chú. Hoặc là muốn lấy cây tông thấp thì con sẽ lựa tông thấp. Tùy cô chú anh chị mình lựa chọn ha. Sam hương 35 ngàn một cây. Đó, rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video và ủng hộ con trong thời gian qua rất là nhiều. Thì cô chú anh chị mình có mua thì cứ kết nối Zalo con qua số điện thoại để trên tiêu đề rồi mình điện lửa cây ha cô chú. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem. Con xin mến chào cô chú anh chị mình ạ.